Xin chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ quay lại bài lý thuyết trong Illustrator. Ở bài trước tôi đã chia sẻ với các bạn về các cái cách thao tác với đối tượng trong Illustrator. Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tới một phần khác, đó là đường cong phức hợp trong Illustrator. Đường cong phức hợp là một dạng mà tạo ra các cái đối tượng hình học phức hợp được kết hợp từ những cái đối tượng hình học cơ bản, giúp các bạn có thể sáng tạo ra những cái mẫu logo, mẫu thiết kế nó độc đáo từ 5 dạng hình cơ bản đầu tiên mình đã học. Vậy những cái phần nào bổ trợ để hỗ trợ chúng ta tạo ra những cái dạng hình học phức hợp như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tôi. Nếu các bạn thấy các video tôi làm hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy chia sẻ cái video này tới nhiều người hơn để nhiều người được biết tới Illustrator từ cơ bản. Hãy đăng ký kênh của tôi để ủng hộ tôi và theo dõi những video mới nhất của tôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các phần liên quan tới đường cong phức hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một file mới. Có một phần lưu ý ở trong phần tạo file là ở phần name này các bạn không nên để tiếng Việt có dấu mà các bạn nên viết tiếng không dấu hoặc là tiếng Anh, ví dụ như là hình phức hợp chẳng hạn. Đó, các bạn nên viết như thế này hoặc là viết tiếng Anh. Bởi vì nếu chúng ta để có dấu, khi nào mà chúng ta cần và chúng ta mở ra thì nó sẽ báo lỗi, chúng ta sẽ không mở được. Thế nên là bắt buộc chúng ta phải chuyển sang chế độ là không có dấu. Ở đây tôi sẽ chọn khổ giấy A4 với đơn vị là cm, khổ giấy nằm ngang. Được, tôi ấn OK. Ở các bài trước chúng ta học về cách vẽ các hình học cơ bản. Hình học cơ bản là các dạng hình học như là hình vuông, hình vuông bó góc, hình tròn, hình ellipse, hình đa giác, ngôi sao, vân vân. Đấy là các dạng hình học cơ bản. Vậy cách nào để chúng ta kết hợp các hình học cơ bản này ra một hình phức hợp có một cái hình dạng mới không nằm trong nhóm hình học cơ bản này, và những cái công cụ nào hỗ trợ chúng ta để chúng ta có thể tạo ra được những cái hình đó? Thì cái bài này mình sẽ chia thành hai bài. Bài thứ nhất là bài hôm nay, nó là bài ở mức độ cơ bản, và bài sau mình sẽ nói về các công cụ nó cao hơn một chút để giúp các bạn có các kỹ thuật thao tác với đối tượng nó nhanh và nó thuận tiện hơn. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nhóm Compound Path ở trong phần Object, và nhóm thứ hai đó là nhóm Pathfinder. Pathfinder là hai nhóm chúng ta sẽ học chính trong ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu Compound Path. Ở đây tôi sẽ vẽ ra hai hình. Hình thứ nhất là hình tròn đi. Chúng ta tạm thời không để đường viền. Hình thứ hai là hình vuông nằm đè lên hình tròn. Tôi thay đổi màu sắc khác là màu xanh. Bây giờ chúng ta chọn hai hình này. Chúng ta sẽ vào trong Object, Path, Object và Compound Path. Chọn Mesh, Release. Phần Mesh là phần nó hợp nhất hai hình lại với nhau. Ở đây các bạn nhìn thấy hai hình này đã được hợp nhất lại với nhau, và nó cái chỗ mà hai hình này nó giao nhau ấy thì nó tạo ra cái điểm rỗng, không có cái gì trong này cả, nó đục rỗng. Nhưng thực tế thì Compound Path này nó không cắt hình, nó không đục hình. Đây là một hình dạng mới nhưng nó không đục, nó chỉ làm rỗng cái chỗ giao nhau giữa các hình mà thôi. Đó. Và còn một đặc điểm nữa các bạn cần lưu ý, đó là lúc nãy tôi sử dụng màu xanh cho hình vuông, nhưng bây giờ cả hai hình đều là màu đỏ. Có nghĩa rằng là sử dụng Compound Path, màu sắc thuộc tính của đối tượng bên trên sẽ theo các cái thuộc tính của đối tượng nằm bên dưới nó hoặc nằm dưới cùng, chính xác là nằm ở dưới cùng. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta muốn hợp nhất các cái đối tượng lại với nhau thì chúng ta hãy dùng Compound Path. Nhưng mà nó sẽ tạo ra điểm rỗng như thế này các bạn nhé. Đó, rỗng này, các bạn nhìn này. Vậy thì điểm này nó cắt không? Bây giờ chúng ta sẽ, ở đây nó, khi mà nó sử dụng Compound Path thì nó sẽ tự động nó mark lại
Cho nên là chúng ta sẽ phải release để trở về bình thường. Và khi chúng ta release ra thì nó không có bị ảnh hưởng một chút nào về các cái đối tượng đó. Các đối tượng vẫn là ở dạng bình thường. Chỉ có một điều rằng là cái tính chất về màu sắc đường viền thì nó không trở lại được như trước, mà chúng ta có thể phải fill lại. Đó là thuộc tính compact. Compact là nó sẽ tạo ra phần rỗng. Chúng ta có thêm một hình nữa đi. Nó sẽ tạo ra phần rỗng giữa các hình giao thoa với nhau mà không ảnh hưởng gì đến các hình đó. Hình tròn giao thoa với hình tròn trên giao thoa với hình tròn dưới tạo ra rỗng này. Hình vuông giao thoa với hình tròn tạo ra rỗng. Còn khi mà từ ba hình trở lên thì nó sẽ không tạo ra rỗng được. Và tại sao hình tròn với hình vuông ở đây lại không tạo ra cái lỗ hổng ở đây? Bởi vì là nó chỉ có hiệu quả với hình nằm dưới cùng mà thôi. Đó là combo path. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang nhóm thứ hai, đó là nhóm Pathfinder. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra một hình vuông, một hình tròn và vẽ em hình đa giác để ngoài sau này chúng ta dùng tới. Bây giờ chúng ta thay đổi các cái màu sắc của các hình để làm sao trông nó khác biệt. Chúng ta cần hợp nhất các hình với các phương pháp thì chúng ta hãy sử dụng Selection Tool để chọn tất cả các hình mà chúng ta muốn tác động cái hiệu ứng lên. Bây giờ tôi chọn hai hình này và vào Window chọn Pathfinder. Các bạn lưu ý chúng ta không thể ấn phím tab Shift Ctrl F9 để mở Pathfinder lên được. Có lẽ đây là một cái lỗi do nhà sản xuất khi mà viết ra cái phần mềm này vẫn chưa fix cái lỗi này. Ở trong phần Pathfinder sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm Shape Mode, nhóm thứ hai mới là nhóm Pathfinder. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các nhóm từ Shape Mode cho đến Pathfinder. Ở phần Shape Mode chúng ta có các cái chế độ cắt, như là cái đầu tiên Unit là chúng ta gộp các hình nó lại với nhau. Đối với trường hợp này thì chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ gộp hai hình này lại với nhau. Đây, hai hình này đã gộp thật sự lại với nhau chứ không phải là chỉ mark như là của CompoPath. Và có một đặc điểm nữa là khi các hình gộp với nhau thì ăn theo màu sắc và thuộc tính của cái đối tượng nằm trên cùng. Ở đây các bạn nhìn thấy đối tượng nằm trên cùng là hình tròn màu xanh và khi gộp lại thì màu đỏ biến mất. Và đối tượng này là một đối tượng mới, chúng ta gọi nó là đối tượng phức hợp, không thuộc dạng hình học cơ bản. Đó. Cái này cho phép chúng ta hợp bao nhiêu hình lại với nhau cũng được. Và nhớ rằng nó sẽ ăn theo màu của đối tượng ở trên cùng. Trong nhiều trường hợp chúng ta cần hợp nhất thì chúng ta sẽ hợp nhất nó. Lấy ví dụ như là chúng ta vẽ một cái cà lê chẳng hạn. Chúng ta sẽ có cái thanh như thế này. Đó. Chúng ta sẽ gióng và hợp nhất hai cái thằng này lại là một. Đó, sau đó chúng ta sẽ vẽ thêm một cái móc ở đây. Khi chúng ta vẽ thêm một cái móc ở đây, chúng ta bắt đầu tính đến thằng thứ hai. Thằng thứ hai là cái giá trị là minifong. Cái giá trị này, cái chức năng này nó sử dụng để lấy hình bên trên cắt xuống hình bên dưới. Hiện tại các bạn đang nhìn thấy rằng là hình màu đỏ, đối tượng màu đỏ đang nằm bên trên đối tượng màu xanh. Và để vẽ được cái cà lê thì chúng ta phải sử dụng đối tượng màu đỏ cắt xuống đối tượng màu xanh ở bên dưới. Để thực hiện thao tác này chúng ta sử dụng Selection Tool, sau đó chọn hai hình cần thao tác và ấn vào chức năng thứ hai. Đó, thì nó sẽ ra được hình cái cà lê. Ok ạ. Đây là chức năng lấy đối tượng bên trên, cắt đối tượng bên dưới và đối tượng bên trên tự động biến mất. Tự động biến mất. Đối với chức năng thứ ba, bây giờ tôi sẽ xoay cái hình này lại
và tôi ghép vào đây. Chúng ta sử dụng align để chúng ta căn chỉnh. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái phần màu xanh của cà lê đang nằm bên trên phần màu tím của hình đa giác. Đối với chức năng thứ ba là nó sẽ giữ lấy cái phần giao nhau của hai hình. Có nghĩa rằng là cái phần giao nhau của hai hình ở đây nó sẽ giữ lại, còn cái đối tượng bên ngoài nó sẽ cắt đi và nó tự động biến mất. Chúng ta thử. Đó, chúng ta sẽ được một đối tượng mới như thế này. Cái cách vẽ này nó được áp dụng trong những cái dạng cắt hình như thế này. Ví dụ như là chúng ta vẽ ra một cái nút icon chẳng hạn. Icon về màu xanh. Sau đó thì tôi muốn tạo một cái hiệu ứng ở bên trong cái icon này bằng một cái đường vòng. Và cái phần giao nhau của đường vòng và cái nút bấm này là ở cái khoảng này. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn hai hình và chúng ta muốn giữ lại cái khoảng giữa này. Chúng ta ấn vào đối tượng thứ chức năng thứ ba. Chúng ta sẽ được một cái này và nó sẽ khít với cái hình bên trên. Sau đó chúng ta lấp nó lên cái hình bên trên và có thể chúng ta sẽ sử dụng các cái chế độ hòa trộn để chúng ta có thể là hòa trộn nó. Ví dụ như là như thế này, tôi chọn là Mantelline đi. Đó, chúng ta sẽ được một đối tượng khá là, nhìn nó khá là đẹp. Vậy thì để cắt được cái hình như thế này thì chúng ta hãy sử dụng tới chức năng thứ ba. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang chức năng thứ tư. Chức năng thứ tư lại ngược lại so với chức năng thứ ba, đó là nó sẽ xóa đi cái phần giao nhau của hình. Cái này mới làm thì tưởng chừng như giống CompoPath, nhưng mà thực sự nó khác CompoPath ở hai điểm. Điểm thứ nhất, các bạn nhìn, nó ăn theo màu của màu đối tượng bên trên, còn CompoPath thì ăn theo màu của màu đối tượng bên dưới. Đó là điểm khác thứ nhất. Điểm khác thứ hai là nó thực sự cắt ra, cắt hoàn toàn đối tượng ra, chứ không phải nó chỉ mark lại giống như CompoPath. Và nó không trả về dạng bình thường như CompoPath được nữa. Chỉ khi chúng ta Ctrl Z lại mà thôi. Còn điểm rỗng của nó là khi chúng ta thao tác thì nó sẽ làm rỗng cái phần giao nhau của hai đối tượng. Đó là phần rỗng. Đó. Cho nên là người ta sử dụng cái này nhiều hơn CompoPath, bởi vì là đôi khi mà chúng ta làm cắt hình thì chúng ta muốn cắt thực sự nó ra chứ không phải dùng để ghép. Cũng tùy thuộc vào cái tính chất công việc của các bạn và yêu cầu của các bạn thôi. Khi nào thì các bạn dùng CompoPath, khi nào thì các bạn dùng tới cái thằng này. Đấy. Thì các bạn lựa chọn. Đây là bốn chức năng ở trong phần Shape Mode trong mục Pathfinder. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái nhóm thứ hai, đó là nhóm Pathfinder. Đối với nhóm thứ hai này thì nó có những cái chế độ thao tác nó cao hơn so với phần Shape Mode. Cái đầu tiên, trước hết là chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình nào đó. Ở đây tôi sẽ vẽ ra hình ngôi sao. Hình ngôi sao. Hình ngôi sao màu xanh được đặt trên một hình vuông bó góc màu vàng. Chức năng đầu tiên của Pathfinder chính là Divide. Divide là một cái chức năng nó cắt rời tất cả đối tượng nằm chồng lên nhau. Chỉ cần các đối tượng tiếp giáp nhau là nó cắt. Nó cắt một cách triệt để, nó cắt ra hết tất cả những cái đối tượng nằm lên nhau. Nhưng có một cái điều rất là hay, đó là nó không thay đổi thuộc tính của đối tượng. Có nghĩa là khi chúng ta cắt, đây là mình cắt rồi nhé. Đôi khi các bạn không để ý là có phát hiện ra nó cắt hay chưa đâu. Bởi vì khi nó cắt không có cái điều gì quá đáng kể xảy ra cả. Đó. Đối tượng màu vàng ở dưới vẫn là màu vàng, màu xanh ở trên vẫn là màu xanh. Nhưng khi chúng ta, bởi vì là cái chức năng này khi nó cắt thì nó tự động nhóm lại. Cho nên là khi mà chúng ta tháo nhóm ra thì chúng ta mới thấy cái sự khác biệt. Ấn nút phải tháo nhóm ra.
Và lúc này các bạn nhìn thấy các cái điểm nó giao thoa với nhau thì nó đều cắt hết ra, cắt tả tơi ra như thế này. Đó. Cái kỹ thuật này được sử dụng rất phổ biến ở trong Illustrator, dùng để thiết kế và tạo hình. Bởi vì đôi khi chúng ta phải cắt tả tơi ra để ghép những cái phần cần thiết lại với nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng tới Divide mà không làm thay đổi cái tính chất về màu sắc cũng như các thuộc tính của đối tượng, thì chúng ta hãy sử dụng tới Divide. Đó là chức năng thứ nhất. Bây giờ chúng ta quay lại. Rồi. Đây, chúng ta quay lại đối tượng bình thường. Chúng ta tìm hiểu tới chức năng thứ hai. Mình lưu ý một chút để chức năng Divide này không phải chỉ hai hình đâu nhé, mà bao nhiêu hình chồng lên chỉ cần giao tiếp với nhau là nó cắt. Các bạn lưu ý như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái hình, cái chức năng thứ hai, đó là Trim. Trim, chúng ta quan sát, nó sẽ lấy hình bên trên cắt xuống hình bên dưới, và bản thân hình bên trên không bị biến mất. Các bạn nhìn thấy không ạ? Mà nó chỉ có tạo thêm các điểm tại cái vị trí cắt, thêm một điểm, điểm này, điểm này, điểm này. Không thay đổi thuộc tính của hai đối tượng trên dưới. Cái điều mà nó nhóm Pathfinder này nó hơn so với CMOD đó là nó không làm biến mất hình và nó không làm thay đổi thuộc tính của đối tượng khi mà chúng ta thao tác cắt ghép đối tượng. Do đó nó sẽ giúp chúng ta có thể tự do biên tập được cái đối tượng của mình. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó cắt vẫn là hình bên trên cắt hình bên dưới một cách tả tơi như vậy. Đó là chức năng của Trim. Chúng ta tìm hiểu sang chức năng tiếp theo, đó là chức năng về Measure. Measure là 2 trong 1. Tại sao mình lại gọi là 2 trong 1? Bởi vì trong Measure cũng có Trim, và trong Measure cũng có phần Unit, có nghĩa là có cả cắt và có cả gộp. Bây giờ chúng ta sử dụng hai hình này và chúng ta sử dụng Measure. Bây giờ các bạn nhìn thấy kết quả ungroup ra thì không khác gì so với Trim cả, giống hệt, cắt ra như Trim và cũng tự động tạo các điểm giao thoa tại điểm cắt. Vậy điểm khác nhau của Measure so với Trim ở đâu? Bây giờ chúng ta sẽ cần tới một hình thứ ba. Hình thứ ba này tôi sẽ vẽ là hình tròn. Đối với hình tròn này tôi để giao thoa với hình màu vàng và hình màu xanh. Các bạn nhìn thấy hình tròn cùng màu với hình màu cùng màu với màu ngôi sao nhưng khác màu so với màu của đối tượng hình vuông bó góc ở bên dưới. Bây giờ chúng ta sử dụng Measure. Bây giờ là cả quá trình cắt và gộp. Các bạn quan sát những điểm, những cái hình mà khác nhau về đối tượng, khác nhau về tính chất như là màu sắc thì nó sẽ cắt, còn khi mà giống nhau về tính chất màu sắc đường viền thì nó sẽ gộp lại. Khi mà có những cái đối tượng như vậy thì trong quá trình sử dụng Measure thì nó vừa cắt và vừa gộp, còn nếu các đối tượng khác nhau thì nó sẽ cắt. Đó, đó là tại sao mình lại gọi nó là 2 trong 1 là như vậy. Đó là cái thuộc tính của Measure. Rồi, chúng ta tìm hiểu tới chức năng thứ tư, đó là chức năng crop. Chức năng crop này nó khá giống với clipping mask. Đó. Nhưng nó có một cái điều khác, một cái là nó cắt chứ không phải nó tạo ra clipping mask. Bây giờ tôi sẽ sao ra hai cái đối tượng giống hệt nhau. Đối tượng bên trái tôi sử dụng ấn được phải chọn make clip mask. Và đối tượng thứ hai tôi sử dụng chọn đó là crop. Mới thoạt nhìn thì các bạn nhìn thấy là hai kết quả của clip mask và crop khá giống nhau, nhưng thực tế bên trong lại có những điểm khác nhau. Thứ nhất là khi mà sử dụng ở bên chế độ outline, các bạn nhìn thấy đối với phần clip mask thì toàn bộ hình dạng của đối tượng vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Nhưng đối với phần crop thì nó sẽ cắt đi cái đối tượng bên dưới và tạo làm biến mất những phần không giao thoa với nhau bên ngoài. Đây và đây. Nó chỉ giữ lại cái phần ở bên trong, có nghĩa là hình dạng của ngôi sao.
hình dạng của đối tượng ở bên trên giao thoa bên dưới thì nó giữ lại, còn chỗ nào không giao thoa với nhau thì nó cắt đi, nó biến mất. Chúng ta ấn các thông tin dài để trở lại bình thường. Thực tế thì ở đây nó vẫn còn một cái hình ở đây. Chúng ta chỉ cần ấn nút ra và chúng ta lên màu cho các hình ở đây là chúng ta có thể nhìn thấy màu của nó. Đó. Còn đối với cái clip Make Clipping Mask này thì nó không cắt, mà khi chúng ta mở rộng ra thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cái đối tượng ở bên dưới. Đó. Nhưng đối tượng bên của ngôi sao thì nó sẽ bị ẩn đi, trở nên trong suốt mà thôi chứ nó không cắt. Đó là điểm khác nhau của Make Mask và Crop các bạn nhé. Đó. Đó là chức năng thứ tư, đó là chức năng Crop. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chức năng thứ năm là chức năng Outline. Chức năng Outline này có những điểm giống và khác so với chức năng đầu tiên là Divide. Bởi vì Outline này nó cũng giúp chúng ta cắt tơi tả hình ra, mà có khi nó còn cắt tơi tả hơn cả chế độ Divide nữa. Đó, hai cái chức năng này giống nhau là đều cắt tơi tả hình ra, nhưng cái điều khác nhau là Outline nó khi nó cắt nó sẽ chuyển đổi tất cả đối tượng sang dạng Outline. Đó, biến mất tất cả các màu nền, màu fill, chỉ giữ lại màu sắc của đường viền. Chúng ta ăn group ra thì chúng ta cũng thấy rằng là các đối tượng được cắt ra y hệt như là của Divide, cũng cắt tơi tả ra. Nhưng tại sao mình lại nói nó tơi tả hơn? Bởi vì các bạn nhìn thấy nó cắt ra tất cả các đường luôn, thì nó không giữ lại một cái điểm nào cả. Đây, cắt hết nha. Và cái đối tượng nào các bạn cần lên màu, các bạn hoàn toàn có thể chọn nó và lên màu cho nó một cách bình thường. Chế độ Outline cắt mạnh hơn so với chế độ Divide. Đó. Nhưng tại sao tôi vẫn sử dụng Divide trong thực hiện cái công việc của tôi? Bởi vì Divide nó cắt, chúng ta chỉ cần cắt đến Divide là được rồi, và nó không làm biến mất màu sắc của đối tượng. Chúng ta đỡ mất công phải lên màu lại. Cái chức năng cuối cùng của phần Pathfinder đó chính là Menu Back. Tôi nói một cách đơn giản để các bạn hiểu. Cái chức năng này nó ngược lại hoàn toàn so với chức năng là Menu Fold. Cái chức năng này chúng ta sử dụng hình bên trên để cắt hình bên dưới. Nhưng chức năng này lại sử dụng hình bên dưới cắt ngược lên hình bên trên. Đó. Chúng ta lấy ra, chúng ta vẽ ra hai hình tròn đi. Hai hình tròn. Và chúng ta vẽ ra hai hình đa giác. Hình tròn thứ hai tôi chọn là màu vàng. Hai hình đa giác này đều cùng màu với nhau. Bây giờ đối với hình bên này, chúng ta chọn là menu phông, lấy trên cắt dưới. Đó, và hình đa giác biến mất, giữ lại hình tròn theo hình dạng của hình đa giác. Đối với thứ hai, tôi lấy dưới cắt trên. Đó, dưới cắt trên là cái phần hình tròn. Phần nào giao tiếp với hình tròn sẽ bị cắt mất, và giữ lại cái phần không giao tiếp với hình tròn. Và không làm thay đổi tính chất. Hai cái cách cắt này đều không làm thay đổi tính chất của hình. Đây. Trên cắt dưới và dưới cắt trên. Đó. Nó ngược lại hoàn toàn so với cái chức năng bên trên. Tại sao nó lại ra thêm một cái chức năng này nữa? Bởi vì là đôi khi là mình cắt cái hình, có lúc thì mình lấy hình trên cắt hình dưới, nhưng có những trường hợp mình yêu cầu lại bên cái hình tròn này cắt cái hình đa giác cơ, thì nếu không nắm được cái này chúng ta lại mất công là cho cái hình này lên trên. Đấy, sau đó mới chọn này cắt xuống, thì nó cũng như vậy. Thì tại sao chúng ta thay vì là ở đây cắt trên thì được hình như thế này, mà chúng ta lại muốn cái phần ngoài này chúng ta phải dưới cắt lên là xong, chúng ta lấy được phần ngoài chứ không cần thiết phải đảo ngược lên, không cần thiết phải đảo ngược lên như thế này, sau đó dùng hai hình này cắt xuống thì chúng ta mới được cái này. Đó, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình chúng ta cắt. Ok. Vậy là trong bài hôm nay thì tôi đã giới thiệu với các bạn về đường
Đường cong phức hợp có nghĩa là các dạng hình học phức hợp được kết hợp từ các dạng hình học cơ bản nhờ vào sự hỗ trợ của các cái công cụ cắt ghép. Cái đầu tiên là CompoPath. Nhưng thực tế trong quá trình làm việc thì tôi không sử dụng tới CompoPath. Tôi cũng chia sẻ ở đây cho các bạn để các bạn nắm được thôi. Cái tôi sử dụng nhiều nhất trong quá trình tôi thiết kế làm việc đó chính là Pathfinder. Và trong phần Pathfinder này, các bạn cần phải nắm rõ và thực hành thành thạo những cái kỹ thuật cắt ghép ở trên phần Shape Mode cũng như là phần Pathfinder. Phần này là cái phần rất là quan trọng giúp các bạn thiết kế ở trong cái bộ môn này nhanh chóng và sáng tạo hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi với bài lý thuyết này của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.